Cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Chào Buổi Sáng. Và như đã hẹn thì chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Đúng dịp cuối tuần thì đợt mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cũng kết thúc. Tình hình lũ trên các sông thì như thế nào vậy hả chị Hương Liên? Vâng, hiện hầu hết các sông thì lũ đều đang xuống dần. Sông Đáy qua Hà Nam trong ngày hôm nay sẽ xuống dưới báo động 2. Sông Hoàng Long qua Ninh Bình, sông Thao qua Yên Bái sẽ xuống dưới báo động 1. Sông Bưởi Thanh Hóa ở quanh mức báo động 1 đến báo động 2. Hạ lưu sông Cả qua Nghệ An sau khi đạt đỉnh cũng sẽ xuống dưới báo động 1. Tình trạng ngập lụt sẽ giảm dần. Mưa lũ giảm nhưng sạt lở đất vẫn có nguy cơ xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa Nghệ An. Vì sau nhiều ngày mưa lớn, đất đá đã bở rời, rất dễ sạt trượt. Về diễn biến thời tiết, hôm nay hầu khắp Bắc Bộ và Bắc miền Trung sẽ nắng ráo, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố khác đều không quá 34 độ. Thời tiết nắng ráo có thể kéo dài sang cả tuần tới, như tại thủ đô Hà Nội, dự báo sang tuần trời nắng nhiều và nóng hơn, nhiệt độ tăng dần lên mức 34 độ, có ngày còn nắng nóng tới 35 độ. Dạ vâng, còn phía Nam thì hôm nay có những nơi nào mưa nhiều hay không chị Hương Liên? Vâng, ngay từ sáng sớm thì mây ẩm đã bao phủ và gây mưa cho nhiều tỉnh thành Nam Bộ. Dự báo đến trưa nay mưa mới tạm ngớt, buổi chiều mưa dông quay trở lại và vùng mưa có thể mở rộng hơn. Ngoài Nam Bộ, mưa còn xuất hiện từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Trong đó, khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ là nơi mưa nhiều nhất, có thể xuất hiện các điểm mưa vừa mưa to trên 50mm kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, Nam Bộ cũng cần đề phòng ngập úng do chiều cường rằm tháng 8 âm lịch lên cao. Dự báo hôm nay và 2 ngày tới, chiều cường sẽ đạt đỉnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, mực nước trên sông có thể lên báo động 3 và vượt báo động 3 khoảng 5 đến 10cm. Chuyển sang thời tiết biển, ngoài khơi huyện đảo Trường Sa tiếp tục cảnh báo mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh. Còn quanh huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt lên, hôm nay có nắng, gió ổn định là cấp 3, cấp 4. Dạ vâng, cảm ơn chị với những thông tin dự báo thời tiết chi tiết vừa rồi. Hy vọng có thể giúp quý vị chủ động những cái hoạt động trong ngày cuối tuần này.